Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2023-24, trận Hà Nội FC Công An Hà Nội. Thưa quý vị, tâm điểm chú ý của vòng 3 sẽ hướng về sân vận động Hàng Đẩy, nơi sẽ diễn ra trận derby thủ đô giữa hai đội nhấp nhì của mùa giải 2023 là câu lạc bộ Công An Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19 giờ 15 phút tối nay ngày 3 tháng 11. Sau trận ra quân không như ý khi hòa Quy Nhơn Bình Định 1-1 ngay tại sân nhà, đường kim vô địch đã trở lại với chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 2. Còn đội đương kim Á quân mới thi đấu một trận nhưng đã để thua ngược trước Hải Phòng với tỷ số 3-5 nên tạm thời vẫn chưa có được điểm nào. Cùng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình nhưng vị thế giờ đây đang nghiêng về phía câu lạc bộ Công An Hà Nội khi có trong đội hình các ngôi sao từng nhiều năm gắn bó với Hà Nội FC như Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh. Với phong độ hiện tại, nhiều khả năng đương kim vô địch sẽ tiếp tục có được một kết quả thuận lợi trước Hà Nội FC.